Thông tin về sức khỏe Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục chính tòa giáo phận Phú Cường. Tòa giám mục Phú Cường, 104 Lạc Long Quân, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Báo tin và ghi ân. Trọng kính quý Đức Hồng Y, quý Đức Tổng, quý Đức cha. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ, quý chúng sinh và quý ông bà, anh chị em, cách riêng Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Phú Cường, theo nguyện vọng của Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục Giáo phận Phú Cường, chúng con xin trân trọng báo tin và bày tỏ lòng biết ơn. 1. Vào sáng Chúa Nhật, ngày 13 tháng 8 năm 2023, kiên đường đi làm mục vụ cho Cộng đoàn Tu hội Sống Thánh Thể ở huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, thuộc giáo hạt Phước Thành, giáo phận Phú Cường. Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, nhận thấy có dấu hiệu bị tai biến. Sau khi sơ cứu, Ngài được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu. Tạ ơn Chúa, qua sự hiệp thông cầu nguyện và giúp đỡ tận tình của nhiều người, đặc biệt là các y bác sĩ và các nhân viên y tế của bệnh viện Chợ Rẫy, sau 13 ngày, Đức cha Giuse đã được bình phục cách kỳ diệu và được xuất viện trở về giáo phận vào sáng thứ Bảy, ngày 26 tháng 8 năm 2023. 2. Trong niềm vui mừng tạ ơn Chúa, gia đình giáo phận Phú Cường chúng con cùng với Đức cha Giuse xin tri ân quý đấng bậc cùng tất cả mọi người, cách riêng các y bác sĩ và những nhân viên y tế bệnh viện Chợ Rẫy đã cách này cách khác giúp đỡ để Đức cha Giuse của chúng con sớm bình phục. Trong thời gian Đức cha Giuse cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng theo hướng dẫn của bác sĩ, xin mọi người thương tiếp tục cầu nguyện và cảm thông nâng đỡ để Đức cha Giuse có thể sớm trở lại với việc phục vụ giáo hội và xã hội. Nguyện xin Chúa ban muôn phúc lành và trả công bội hậu cho tất cả mọi người. Linh mục Tadeo Lý, Nguyễn Anh Thi, Chánh văn phòng Tòa giám mục Phú Cường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh Tin Yêu Chúa. Xin mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, like, chia sẻ và bình luận góp ý. Chúng con xin ghi nhận tất cả những góp ý của quý vị để kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.